Rồi, tép nhẹ mà B125 mới là một phương tiện thái bên độ xe nè. Quá giọt ha, nhẹ nhàng êm ru nha. Rồi, chào anh em AB125, giới thiệu với anh em có hình lên combo bộ nội thái ăn Tết nha. Con này đang bị tình trạng là chạy lên ga không đi ha, rống xe nha. Em sẽ cho anh em tham khảo mình cái nồi cũ luôn. Cái nồi cũ đang đi cái hình cái nồi độ nha. Đây, cái nồi độ ha, đó, thuộc banh nồi cũng rồi. Đó, chuông sọc chuông nè. Đó, phần cái bố thì bị chạm mòn chai lì bố nè, không còn đó ha, bị sọc bố nha. À, phần cái bộ nồi trước nè, cái nồi trước là hai trong nồi màu đỏ không còn độ phẳng ha. Đó. À, dây thì bị nứt dây nha, nứt dây này. Đó, không còn cái độ bám tốt nữa. Đấy, bi thì bị màu gốc không còn độ tròn nha. Đó. À, lọc gió thì nó quá dơ luôn. Đó. Rồi, cấu hình cái bộ nồi mới đi là dụng xe này là combo full bộ nồi thái ha, gồm phần cái bộ nồi trước nè, cộng với nồi trước Vinh Thái nè, trắng đẹp full mới nha ha. Đó, quá đã luôn. Đi lại cho anh em là kẹp trượt nồi Vinh Thái và trượt nồi mới. Bi lại đi dụng xe là bi Bando Nhật nha, Bando Nhật của xe ha. Bi bên dâm đồ Nhật nha, trên bờ ha, bên đồ Nhật hết chủ xe luôn. À, lọc gió là đi lọc gió Vinh Thái ha. Đó, em ru ha. Rồi, phần cái bộ nồi sau sẽ đi lùng một chuông nồi Vinh Thái này trắng đẹp full mới cho xe luôn. Đi lại cho anh em là nguyên cùng bố Thái nè, 1, 2, 3 em đi là full bố Thái cho xe, mới kèm cho chủ xe nha. Đó, anh em mà muốn lên bộ nồi Thái dòng AB125 thì ghé bên độ xe Việt Nam, bên em là chuyên làm nồi Thái dòng AB nha, chạy bốc êm bền nhẹ nhàng. Rồi, em chào anh em. Rồi, chào anh em AB125, giới thiệu với anh em cấu hình lên combo bộ nồi Thái. Xe này đang bị tình trạng là tuột nồi, chạy rống xe. Em tiến hành cho phần cái 6 bi bên đầu nhập của phần cái chén bi nha. Đó. Rồi, tiến hành cho kẹp trượt nồi mới vô. Kẹp trượt thì em đi là phun kẹp trượt nồi Vinh Thái nha, bi Nhật kẹp trượt Thái. Đó. Cho phần cái chén bi, chát nồi mới vô. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi trước vô tới dây Kura, dây thì đi dây Bando Nhật nha, để đúng chiều ha. Đó, cái chiều chữ nằm ngoài nha ha. Rồi, đặt nồi vô tới lòng đền dày, lòng đền tán nồi trước nha ha. Rồi, tiến hành cho phần cái bộ nồi sau vô ha. Đó, còn bom đi là full Thái luôn, trước sau nha, dây Bando Nhật, Bando Nhật ha. Rồi, cho phần cái chuông nồi vô nha. Rồi, tới cái lòng đền mỏng nồi sau, tới tán nồi sau, em tiến hành là bắn cái nồi trước nồi sau nha. Đó, sau đó em sẽ hành là rút nồi và test cho anh em luôn, full có hình bộ nồi Thái. Em có làm luôn hồng xăng khi phun ha, để cho anh em chạy cho nó bền nhẹ xe nha. Rồi, test nhẹ mà B125 mới là một phun nồi Thái bên độ xe nè, quá giọt ha, nhẹ nhàng êm ru nha, để cho anh em đi chơi Tết nha. Đó, con này em làm lại là đúng có hình Vinh Thái nha, êm bền mạnh mẽ cho anh em, mạnh hơn cả phần cái nồi độ của anh em rất nhiều nha. Đó, cái nồi độ chạy đâu mà nó la rống không đi ha. Em mà làm lại cái nồi Thái nha, bóc êm bền nhẹ nhàng ha. Đó, test nhẹ để cho anh em tham khảo có mình cái nồi Thái nha. Quá sướng ha, quá giọt luôn. Đó, giết ga nào có ga đó liền ha, không có chờ đợi nha, không bao giờ bị rung giật đó, bao cho anh em luôn. Tha hồ chạy quá sướng, giết lên thôi, rất giọt. Đó, anh em mà muốn đi chơi test mạnh bền, êm, không rung giật, không rung đầu thì ghé bên em ha. Bên em thì chuyên làm nồi Thái nha. Đó, dạo nhẹ vòng để cho anh em tham khảo nha, làm xong sẽ bảo hành đều cho anh em. Rồi, cảm ơn trai AB rất nhiều.